Tô Hữu Bằng tuổi 47 duy tì vẻ điển trai, thân hình chuẩn được khán giả khen ngợi. Nam diễn viên Hoàn Châu Cách Cách được khen duy tì vẻ điển trai, thân hình chuẩn sau khi nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 47, nam diễn viên vẫn sở hữu thân hình săn chắc, vàn vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, không chỉ vậy, gương mặt của anh được nhận xét trẻ trung. Nhìn thân hình không ai nghĩ anh ấy 47 tuổi, đích thì nam thần không tuổi. Tô Hữu Bằng chỉ già về mặt con sổ nhưng vẻ đẹp trai vẫn vậy là số một bình luận của dân mạng sau khi xem ảnh. So với thời điểm mới ra mắt, Tô Hữu Bằng Tông đình đạt hơn trước. Tuy nhiên, hình tượng của anh không thay đổi nhiều. Nam diễn viên từng có thời điểm trai xuống sắc do để râu, xây dựng hình ảnh nam tính mạnh mẽ. Tuy nhiên, do gương mặt của anh có nhiều nét thiền nành trẻ con nên không tạo được ấn tượng. Vì thế, khoảng 2 năm trở lại đây, anh quay lại với hình tượng thư sinh. Tô Hữu Bằng sinh năm 1973 tại Đài Loan. Năm 1997, anh nổi danh khắp châu Á với nam diện ngủ AK trong Hoàn Châu Cách Cách. Hoạt động nghệ thuật năm 15 tuổi đến nay, Tô Hữu Bằng sở hữu tài khoản 30 triệu USD từ thu nhập đóng phim và làm gương mặt đại diễn. Hiện tại, Tô Hữu Bằng là diễn viên, đạo diễn, anh còn cùng Triệu Vi mở công ty quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim điện ảnh. Về đời tư, ngủ AK vẫn độc thân, chưa yên bề ra thất, do đó anh còn thường xuyên bị vướng phải nghi vấn về giới tính.